Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, vận trình tài lộc của người tuổi Mão tháng 10 cũng rất khả quan, tài lộc dẫn vững chắc, khiến cho các con giáp khác phải ghen tị. Tuy nhiên, giàu cỡ nào cũng không nên cho người khác vay mượn tiền bạc, nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Hơn nữa năm nay có thêm lưu niên đào hoa tinh, nên những gia chủ tuổi Mão sẽ nhận được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng rất khả thi. May mắn là tuổi Mão đón nhận tin vui trong tình cảm. Người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Vậy những điều gì đã tạo nên may mắn cho những gia chủ tuổi Mão? Mời quý vị cùng theo dõi video để biết thêm chi tiết. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Mão trong tháng 10 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão trong tháng này được dự đoán tương đối ổn định, cục diện bán tam hợp đem lại nhiều may mắn cho các gia chủ tuổi Mão. Vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi, mở mang theo chiều hướng tốt. Đi xa làm ăn hay ngoại giao đều gặp được quý nhân tương trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Những người làm công ăn lương tháng này có nhiều cơ hội để tăng tiền lương, tiền thưởng. Tuy vậy thu nhập cao, đi liền với công việc vất vả, lo tâm khổ tứ nhiều cũng cần chú ý đến sức khỏe. Với những người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Việc cũ, việc mới luôn chuyển hài hòa, càng mở rộng càng nhiều không gian phát triển. Năm nay cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi tháng 10 năm 2022 cho người tuổi Mão, tháng này tài lộc khởi sắc, tiền bạc hanh thông. Dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá chúc chắc vất vả như trước. Đường số mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Mức độ tiêu hao tiền bạc trong tháng không quá nhiều, thu chi cân đối, đường số tiết kiệm thuận lợi, tích lũy được khoản kha khá, yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân hợi mão mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt là vòng cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xét tổng quan tử vi về sức khỏe tháng này không có vấn đề gì phải lo lắng nhiều, không mắc bệnh tật nghiêm trọng, có ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc mà mau lành. Tuy vậy, không vì thế mà chủ quan, luôn có hung tinh rình rập, cảnh báo tuổi Mão vấn đề đi lại, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải gây chảy máu thương tổn. Các gia chủ tuổi Mão hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 10 năm 2022 cho gia chủ tuổi Mão về phương diện tình cảm, gia đạo khá thuận lợi và suôn sẻ. Với những người đã yên bề gia thất thì trong tháng này tình cảm mặn nồng, gia đình hòa thuận, vui vẻ, con cái ngoan ngoãn nghe lời, lại thêm trong tháng này có tin vui về tiền, thêm người thêm của, đặc biệt có người từ phương xa trở về đoàn tụ. Trong tháng có vận quý nhân vượng, tình duyên của người tuổi Mão được hỗ trợ mạnh mẽ, nhất là nam nữ còn độc thân, nữ mạng dễ gặp được người ưng ý, có thể trẻ tuổi hơn, cũng có thể lớn tuổi hơn, duy trì mối quan hệ cát lành. Nam mạng có xu hướng tập trung phát triển sự nghiệp hơn, tuy nhiên đào hoa vẫn khá vượng, không hề cô đơn lẻ bóng. Tử vi của từng tuổi Mão trong tháng 10 âm lịch năm 2022. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Trong tháng này sức khỏe bản mệnh tốt, không có điều gì phải lo lắng. Nếu đau yếu cũng chỉ qua loa, gặp thầy gặp thuốc nhanh lành bệnh. Đương số có thể
Được số có thể lực khá sung mãn, thoải mái làm điều mình mong muốn. Tài vận khá lý tưởng, lương hưu được cải thiện, có thêm thu nhập phụ hoặc được con cái hỗ trợ thêm. Tháng này sa đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa và tốt đẹp. Nhiều thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người quý mến và kính trọng. Sa đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui, tinh thần cực lớn với con giáp này. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tháng này gia đạo của các bác rất tốt, hòa khí gia đình ổn, con cái vui vẻ, sum vầy, không xảy ra va chạm gì lớn khiến bản mệnh phải suy nghĩ. Gia chủ cần chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là cẩn trọng tai nạn bất ngờ xảy ra khi di chuyển. Ở độ tuổi này của các bác, một vết thương nhỏ thôi cũng rất khó lành lại. Thời tiết lúc này đang giao mùa, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tin vui lớn với người tuổi Ất Mão trong tháng này, hầu hết các phương diện đều có khởi sắc, rất đáng mong chờ. Đặc biệt là về tài lộc, không chỉ chính tài ổn định mà bản mệnh còn có cơ hội thu được lợi nhuận rất phong phú ở thiên tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên vì tiền bạc đến nhanh nên một số người sinh tâm lý hoang phí, tiêu xài bừa bãi khiến tài lộc thất thoát cũng rất nhanh. Phương diện tình cảm trong tháng khá ổn định, gia đạo êm ấm, hòa thuận vui vẻ, không có mâu thuẫn hay tranh chấp quá lớn. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Trong tháng này, vận khí của người tuổi Đinh Mão không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh, kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này, cảm xúc của bạn rất dễ dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình ngày càng nhiều. Nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân cũng rất dễ xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Tử vi của người tuổi Kỷ Mão rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong tháng này, không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc. Cát khí hỗ trợ mạnh đường công danh, gia chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân phù trợ mà dễ dàng thành công, thăng tiến. Có điều cần nhớ, thành hai bại vẫn phải dựa vào bản thân là chủ yếu. Các bạn còn độc thân cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt, chỉ cần bạn đầu tư công sức nhiều hơn là sẽ có một cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở người tuổi này là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần cân nhắc thu chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Tổng quan tháng 10 âm lịch năm 2022, tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần. Tháng 10 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 10 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 10 năm 2022, tức ngày 25 tháng 10 đến 23 tháng 11 năm 2022 dương lịch. Tháng 10 Tân Hợi có năm âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Hợi lục hợp Dần, Tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục, xung Tỵ, Hình Hợi, Hại Thân, Phá Dần, Tuyệt Ngọ. Đối với những người tuổi Mão trong tháng 10 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 10, tức ngày 4 tháng 11 dương lịch có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 10, tức ngày 16 tháng 11 dương lịch có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mão trong tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 10, tức ngày 5 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 10, tức ngày 17 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 10 âm lịch, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.